Bật mí cho anh em một cái tuyệt chiêu này nha, một cái điệu mà có thể đánh được rất là nhiều bài dân ca luôn, đó là điệu blue ballad chậm. Tại vì dân ca nó cũng thuộc thể loại ballad thôi, và chúng ta có thấy về bass nè. Ví dụ là thử nha, nha về bass 3 1 2 móc chung về ba, bass 3 1 2 3 nhịp 2 4. Ví dụ chúng ta ứng dụng vào bài dân ca nè: bóng đò cập ngang bên sông biển, em thương lòng anh vui thầm, viết bài thơ trên giấy qua mang tiếng yêu gửi trao tình em. Hay là bài khác: chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cánh cò anh chim sáo mồ côi. Thử ngay nhé, bấm theo dõi, chia sẻ, lưu video về, từ từ mình tập. Để ái nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời, cười ra nước mắt khi trắng tay gọi tên bằng hú. Giờ giàu sang quên kẻ thâm giao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta chẳng buồn đời. Đôi mắt nào từng đêm buốt giá, xưa chiếu trăng tình xa nhịp thở. Tình đổ thay khi dù cơn mê, để chua xót quên lối về. Nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar dễ học đàn mỗi ngày một chút cùng với chương trình Guitar 5 phút. Cái tay quay nha anh em, thì mình sẽ giãn cái dây ra. 6 dây dây này cũ rồi, thì khách đến thay bộ dây C139 thì mình sẽ thay giùm cho khách. Thì mình đến cái tay quay này thì mình quay nó ra rất là nhanh luôn. Mình giãn dây ra xong rồi mình cắt cái dây rồi mình thay dây mới vô. Tay quay này nó rất là hay luôn nha anh em. Đối với cái dây số 1 á, mà đàn lát xích hay là đàn dây sắt cũng vậy, chúng ta cũng quấn nhiều vòng vô anh em nha. Chứ anh em đừng có cắt dây, chúng ta cứ để dây nè, chúng ta giữ lại rồi chúng ta dùng cái tay quay này chúng ta quấn nhiều vòng vô. Hai bộ thì 300.000 sẽ được miễn phí vận chuyển. Dạ, đặt hàng sớm thì nhận ưu đãi à, tặng kèm giáo trình nè, tặng kèm tai quay, tặng kèm hộp đựng bích và miễn phí vận chuyển tận nơi. Ga, ballad chậm, bass 3 1 2 3. Bằng lòng đi em về với quê anh. Nhịp chân nè, một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Nào, cứ chậm vậy thôi. Bass 3 1 2 3. Cây xanh hoa trái đơm hương, thuyền này qua sông nụ cười mến mông. Bằng lòng đi em, anh đón qua cầu mùa mưa, cầu tre dấu khó đưa dâu. Nhịp chân ta. Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Chỉ cần chúng ta chuyển những cái hợp âm cơ bản là chúng ta có thể tập được. Chúc quý anh chị và các bạn có nhiều niềm vui bên cây đàn guitar và tập hiệu quả cùng với chương trình Guitar 5 phút. Hẹn gặp lại. Bấm đăng ký theo dõi kênh, lưu về máy, từ từ mình tập. Không cần phải đục khoét cái thùng đàn guitar thân yêu của quý anh chị và các bạn, nhưng mà vẫn kết nối ra loa hoặc bất kỳ loại âm ly nào thì vẫn được luôn. Tiếng vẫn khuếch đại là lớn. Cần dùng bộ bích cúp dán AD35. Đây là dây đi theo kèm với bích cúp dán này. Volume ở đây luôn. Chúng ta chỉnh volume lớn lên. Cúp này có tặng cho chúng ta mấy miếng để chúng ta dán dự phòng luôn. Tháo cái miếng này ra. Cũng dán vào dây số 2 và dây số 3 ở đây. Đầu nhỏ này thì chúng ta gắn vào bích cúp. Có 6 ly thì chúng ta gắn vào âm ly hay là bất kỳ loa kẹo kéo nào cũng được. Nếu chúng ta không chơi nữa, chúng ta chỉ cần rút dây ra. Rồi khi nào chúng ta chơi, chúng ta gắm dây vào luôn, kết nối với âm ly là xong. Với bộ bích cúp AD35 chỉ với 300.000,
đang được ưu đãi miễn phí vận chuyển toàn quốc. Anh chị bạn đặt ngay tại điệu cha 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 vào cái phần điệp khúc của Bolero. Ba cha bùng bùng cha 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 nhịp chân ạ. Tôi không phải là vua nên mong ước thật bình thường như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, những loài hoa biết khép lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiểu hoa, không niềm gấm không cung son. Tôi chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người yêu dần xa. Clip này về nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar tiếp theo. Đây là lần đầu tiên mà trên tay Khánh được cầm một cặp micro không dây hát rất là nhẹ và rất là xịn sò như thế này. Pin sạc bên trong ở là smartphone micro không dây ha. Đây là cục pin sạc của nó nè. Đó, chúng ta cứ sạc như điện thoại rồi xài được rất là lâu, 5-6 tiếng luôn, chơi thoải mái, rất là dễ lắp luôn. Đó, đèn thì chúng ta chỉ cần bật bấm một cái nhẹ thôi là nó lên đèn. Cục này cũng xài pin sạc luôn và chúng ta cắm vào bất kỳ cái loa kẹo kéo hay là âm ly nào cũng sử dụng được hết. Bây giờ chúng ta bật hai cái cùng một lúc lên nè. Và chúng ta đứng gần với nhau luôn, đứng gần âm ly và bật không khốn. Bắt rất là nhẹ nè mọi người nha. Trời vô mưa, cho phố vắng bên mông. Bật luôn nè. Khơi lòng bao nỗi nhớ. Đây là tần số cao nè, hút rất là đã. Hai cái luôn. Trời nắng mưa, rất là nhẹ. Cho ước nào em thơ, mưa rơi từ bão xưa. Micro không dây pin sạc như điện thoại sẽ được Khánh test rất là kỹ và rất là đẹp luôn, sẽ giao tận nơi toàn quốc. Này có thể đặt hàng qua số Zalo ạ. Xin cảm ơn.